Kính thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa giáo sư tiến sĩ khoa học Viện sĩ Đào Trọng Thi, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Kính thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Thanh niên và Sinh viên Việt Nam. Kính thưa tiến sĩ Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng và thay mặt Bộ Giáo dục Đào tạo hôm nay. Kính thưa thầy giáo sư Hoàng Quỳ kính mến. Kính thưa giáo sư Ngô Bảo Châu. Kính thưa ông Phạm Xuân Dương và phu nhân là con trai của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Kính thưa thiếu tướng Tạ Quang Chính là con trai của cố Bộ trưởng Tạ Quang Bửu. Những người có công rất lớn cho cái công việc ngày hôm nay của chúng ta ăn mừng và chúng ta kỷ niệm ở đây. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành ở Trung ương, thưa quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các đại diện của những cựu học sinh đã dự thi Olympic toán quốc tế suốt 40 năm qua, thưa các bậc phụ huynh và các em học sinh và sinh viên yêu quý. Được sự ủy nhiệm của ban tổ chức, tôi xin trình bày bản báo cáo tổng quan về quá trình 40 năm Việt Nam tham dự Olympic toán quốc tế, viết tắt là IMO. Trước hết, tôi xin có lời chào mừng và lời chúc sức khỏe đến các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các bộ ban ngành Trung ương Hà Nội, các địa phương, các quý vị đại biểu, các giáo sư, các thầy cô giáo, các đại diện của những cựu học sinh IMO, các bậc phụ huynh và các em học sinh sinh viên. Có một sự trùng hợp thú vị, năm nay khi chúng ta kỷ niệm 40 năm Việt Nam tham dự IMO thì cũng là năm mà IMO tròn 55 tuổi. Như vậy chúng ta cũng chỉ kém thiên hạ, kém thế giới có 15 tuổi thôi. Chúng ta tổ chức lễ kỷ niệm này để nhìn lại chặng đường vinh quang 40 năm đã qua và chúng ta bài học để dự kiến cho tương lai gần và xa. Đây là dịp để gặp gỡ và tôn vinh các thế hệ giáo viên và vừa được Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển vừa nói, học sinh, các nhà quản lý giáo dục và các bậc phụ huynh đã tham gia đóng góp vào quá trình tổ chức đào tạo, ôn luyện, dự thi đạt thành tích xuất sắc của các đoàn Việt Nam. Chúng ta cùng nhau ôn lại những kỷ niệm sâu sắc và những bài học đắt giá từ sự thành công và chưa thật thành công trong quá trình đào tạo học sinh giỏi, IMO nói riêng, người tài nói chung. Chúng ta luôn biết đơn giản chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo, các bộ ban ngành, các cơ quan trung ương và địa phương về sự chỉ đạo và quan tâm sát sao đến hệ thống đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi, hệ thống các trường chuyên lớp chọn tổ chức các cuộc thi học sinh giỏi toán ở các cấp dẫn tới dự thi IMO và ban hành cơ chế chính sách để tiếp tục đào tạo và sử dụng người tài. Chúng ta không quên công ơn giúp đỡ đùm bọc của các cơ quan ngoại giao Việt Nam, bà con Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế trong suốt quá trình Việt Nam tham dự IMO 40 năm qua. Trong 40 năm qua, các đoàn học sinh giỏi Việt Nam từng nằm trong top 10. Thì cái này vừa rồi cũng trở đó tôi xin nhắc lại. Vinh quang to lớn này trước hết thuộc về các em học sinh đã giành được huy chương tại IMO, gia đình các em, thuộc về các thầy cô giáo, các nhà tổ chức quản lý đã có công dạy dỗ và đào tạo các em. Rồi là các em, nhưng mà tiến sĩ Hoàng Duy Minh hôm nay các bạn ở đây là người nhận huy chương bản đầu tiên, cũng năm nay nó có thu nhập khoảng 57 tuổi, em Minh năm nay đã 57 tuổi rồi. Như vậy tức là cái bề dày của chúng ta cũng ghê lớn. Vinh quang này thuộc về cả dân tộc Việt Nam chúng ta. Thì trên này là câu nói bất hủ của Bác Hồ, tôi xin phép không đọc lại, đã có trước mặt chúng ta. Và điều rất thú vị là thế này, tức là ngày 19 tháng 8 năm 2010 tại Trung tâm Mỹ Đình, Quốc gia Mỹ Đình, thì khi đó và mừng giáo sư Ngô Bảo Châu, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã trích đúng câu nói bất hủ của Hồ Chí Minh. Thành tích của Việt Nam tại IMO của chúng ta cho thấy rằng mặc dù nền giáo dục của chúng ta vẫn còn yếu kém và phải tiếp tục phấn đấu vươn lên, nhưng Việt Nam có thể đào tạo trình độ phổ thông đạt đỉnh cao quốc tế mặc dù có thể chưa đại trà, trong khi GDP bình quân hiện nay của chúng ta còn dưới 2.000 đô la Mỹ một người một năm. Tức là tất cả những top 10 mà những anh mà xếp hàng, chúng ta xếp hàng ngang với họ đó, thì như vậy thu nhập chúng ta là kém hơn rất nhiều. Như vậy là ta nghèo nhất trong số những người giỏi đó. Càng phấn khởi tự hào bao nhiêu, càng vui mừng với thành tựu đột phá của nền giáo dục nước nhà bao nhiêu, chúng ta càng phấn khởi thấy yếu kém còn tồn tại
mà toàn ngành phải cố gắng thực hiện tốt nghị quyết 29 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo. Một cái thứ trưởng vừa thay mặt bộ đã nói điều này rồi. Tôi trình bày ngắn gọn phần thứ nhất là về 55 năm IMO thì cái từ Olympic ấy, nó có gốc gác xa xưa của nó là từ các cái trò chơi thể thao Olympic ở Hy Lạp cổ đại 776 đó, năm 776 trước Công nguyên. Rồi sau đó được dùng cho chuyển sang là thi toán quốc tế dùng cái từ đó, vì đây cũng là một cái trò chơi cũng là thể thao, cái thể thao trí tuệ ở tầm cao nhất. Năm đầu tiên là 1959 thì IMO được tổ chức tại Romania theo sáng kiến của nước này, và như vậy bảy nước xã hội chủ nghĩa là tham gia đầu tiên. Như vậy có thể nói là hiện nay là 100 nước tham gia, nhưng cái khởi đầu là các nước của phe xã hội chủ nghĩa cũ. Phải nói gì thì nói, như vậy cũng có nghĩa rằng là phe cũ của chúng ta đã khởi động được một cái cuộc thi mà sau này lôi kéo toàn thế giới ở đỉnh cao nhất. Tôi vẫn nghĩ rằng cái nền giáo dục của các nước xã hội chủ nghĩa rất đáng quý trọng, tôn trọng. Tôi có thống kê ở đây không xin không nhắc. Như vậy tức là cái số cái đoàn tham gia từ ban đầu là 7 đến nay là có lúc đến 104 là tăng lên rất nhanh. Và trong 55 năm qua thì có một năm tại Mông Cổ thì bị hoãn. Có một điều hơi buồn mà nói ở đây là một người cũng là một người bạn của chúng ta là Cộng Hòa đây, mà cũng không có các bạn quốc tế ở đây, là có một bạn của người Pháp, là có một nước mà hai lần bị phê bình, bị cảnh cáo là phạm quy, đó là Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Triều Tiên. Tiếp theo là một số cái quy chế, quy định của cái cuộc thi IMO, tôi xin không nhắc lại ở đây. Điều đặc biệt mà muốn được nhấn mạnh mà Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển vừa nói, cho đến nay người Việt Nam duy nhất được nhận giải thưởng này là Lê Văn Khánh Trình, rất là giải thưởng đặc biệt vì cái lời giải rất hay, lời giải rất độc đáo và bất ngờ. Cho bài toán hình học anh đã dùng cái lời giải rất sực gấp để giải một cái bài toán phải nói là người ta không ngờ tới. Cấp hai, kiến thức cấp hai năm 79 tại London, hôm nay tiến sĩ Lê Văn Khánh Trình có mặt đến với chúng ta. Năm đó cả thế giới chỉ có năm học sinh được hội đồng giám khảo lựa chọn đưa ra bỏ phiếu để bầu, để chọn lấy cái để trao giải đặc biệt, thì người duy nhất cho nên người đó là Lê Văn Khánh Trình của Việt Nam của chúng ta đã được chọn giải đặc biệt, bốn người khác thôi. Chúng tôi thống kê 10 nước top 10 thì trong này là Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Việt Nam chúng ta đứng con số 9. Như vậy là chúng ta 9 ở trên 10 và trên 100. Trong 10 nước ta đứng thứ 9 và trong 100 nước ta đứng thứ 9. Một cái thống kê thú vị là cho đến nay 2014 này, trên thế giới tổng cộng có 13 người từng là thí sinh IMO và sau đó thì giành được giải thưởng danh giá nhất về toán học là giải thưởng Fields. Trong nó có 4 người Nga, 3 Pháp, 2 Anh, 1 Việt Nam, 4 Israel và 1 Iran là nữ. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Ngô Bảo Châu là người Việt Nam đầu tiên, cũng là người đầu tiên của thế giới thứ 3 được nhận giải thưởng Fields cao quý năm 2010. Anh là giáo sư trẻ nhất của Việt Nam được hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, và đây giáo sư Nguyễn Thiện Nhân nguyên là chủ tịch. Anh Ngô Bảo Châu được phong là giáo sư Việt Nam đặc cách, như vậy là bà trở thành người trẻ nhất trong giáo sư của Việt Nam khi mà anh mới 33 tuổi. Cái lúc anh Châu phong ấy thì chủ tịch là giáo sư Phạm Minh Hà, tiếp theo là giáo sư Nguyễn Thiện Nhân. Chúng tôi cũng thống kê đầy rõ cái tên của các cái hôm nay là có thầy Louis của Pháp là cũng là cái thầy của thầy mà anh Châu gọi là có thể gọi là ông nội đấy, tức là thầy của ông Lâm Mông đấy, cũng có mặt ở đây, giáo sư có mặt ở đây. Thế như vậy tôi thống kê ở đây là tên của 13 người, cuối cùng là 10 phụ nữ ở châu Á, và anh Châu của chúng ta đứng số 10. Có cái điều thú vị là thế này, tức là cái con số 7 và số 10 là con số thú vị và nó có quan hệ với nhau. Là vì thế này, bởi vì Lafosse và anh Ngô Bảo Châu đều là học trò của giáo sư Lâm Mông. Giáo sư Lâm Mông là học trò của giáo sư Louis, understand me. Đây là giáo sư Louis.
là thầy của giáo sư Lâm Mông. Giáo sư Lâm Mông là thầy của giáo sư Ngô Bảo Châu và giáo sư Lafosse. Thế còn trên ông Iris đấy là ông gì, ông Rotenic, mà trên ông Rotenic là ông Lawrence Bach. Như vậy là một cái series, tất cả cái điều thú vị là tất cả cái series đó là đều sang Việt Nam và yêu quý Việt Nam. Các bạn, đây là giáo sư người Việt Trung rồi, thì một số người anh Lê Tuấn Hoa gọi đây là cái gia phả phải từ phim sâu chuối này, thì tôi cũng sâu chuối ở đây. Bây giờ nói một chút về cái thi toán quốc tế 2007 tại Việt Nam, mà lúc đó là người phụ trách trực tiếp đó là giáo sư Nguyễn Thiện Nhân, lúc đó là phó thủ tướng kiêm bộ trưởng. Thì chúng ta đã tham dự IMO từ năm 74, nhưng mãi đến năm 2007 thì chúng ta mới có đủ kinh nghiệm để đứng ra đăng cai tổ chức thi toán quốc tế lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Và lúc đó con số kỷ lục cho đến lúc đó là 93 đoàn từ khắp năm châu đến với Việt Nam, và 520 thí sinh, 300 thầy cô giáo. Như vậy tức là con số lớn nhất. Điều mà đáng phải lưu ý, đáng kể ra là chúng ta đã giúp đỡ Campuchia lần đầu tiên tham gia các cộng đồng IMO. Lào chúng ta cũng cổ vũ kéo tay kéo chân mãi, nhưng mà cuối cùng bạn vẫn ngại, thôi từ từ, vẫn sợ. Thì Campuchia thì làm luôn. Và cái việc thứ hai đấy là mặc dầu năm 91 ở Thủy Điển, và lúc ấy thì giáo sư Nguyễn Văn Mậu dẫn đoàn đi thi ở bên Thủy Điển, thì như vậy Triều Tiên là bị khai trừ năm 91. Đến năm 2007 thì lúc ấy tôi xin ý kiến giáo sư Nguyễn Thiện Nhân và xin ý kiến của Chính phủ, Bộ Ngoại giao và xin ý kiến của quốc tế là thôi thì người ta phạm quyết điểm năm 91, thì năm 6 năm đã trôi qua rồi, lại mời Bắc Triều Tiên trở lại. Và lúc ấy như vậy tất cả người ở Bắc Triều Tiên đến Hà Long, đến Việt Nam rất là phấn khởi. Nhưng mà rất tiếc mấy năm sau ông lại thả là qua đây rất là bài học về cái này, tức là dù thắng lợi thế nào, sự trung thực trong khoa học là vô cùng quan trọng, còn đổi lấy thành tích bằng sự không trung thực thì không bao giờ có thể bắt được, và không khuyến khích được nó. Chia bài, tôi không dám nói ở đây là vì bà cũng không nói nhiều về các bạn về mặt khoa học của tôi bình luận như vậy. Việt Nam ở đây là tự tốt đẹp với cộng đồng quốc tế. Ở trong những lần tổ chức này, và cái việc khó nhất đó là đề thi và chấm thi. Đề thi thì giáo sư Hà Minh Khoái là người lo chịu trách nhiệm, chấm thi thì giáo sư Ngô Việt Trung. Còn toàn bộ ban tổ chức mà dưới sự chỉ đạo trực tiếp của giáo sư Nguyễn Việt Nhân, và chúng ta đã làm tốt. Và như vậy 2007 cùng với lại năm 1999 tại Romania thì đoàn chúng ta đã cái kết quả cao nhất, tức là 3 huy chương vàng và 3 huy chương bạc. Chúng ta đứng thứ 3 sau Nga và Trung Quốc. Một trong số những thành công rất quan trọng của cái này đó là việc ra đời cái viện toán cao cấp mà giáo sư Ngô Bảo Châu, giáo sư Lê Tuấn Hoa, giáo sư Nguyễn Hữu Dư là những người điều hành. Mà như vậy thì giáo sư Nguyễn Thiện Nhân đã ký quyết định để mà ban hành cái chương trình trọng điểm 10 năm về toán học, đồng thời đã ký quyết định thành lập viện nghiên cứu cao cấp về toán. Sau đó Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã bổ nhiệm giáo sư Ngô Bảo Châu, các giáo sư khác là những người điều hành của viện và chương trình. Bây giờ tôi xin nói một chút về 40 năm Việt Nam tham dự như thế nào. Thì trong suốt 40 năm qua chúng ta tham dự thì cái mục đích của chúng ta, tôi xin nói về cái mục đích là ta học hỏi để trưởng thành, để cải tiến đổi mới về hiện đại hóa việc đào tạo huấn luyện và ra đề thi và chấm điểm thi giỏi Việt Nam, góp phần quan trọng để phát triển toán học Việt Nam, để hội nhập quốc tế. Thì cái việc thi của chúng ta này, ngoài cái việc vinh danh giải thưởng chúng ta rất tự hào rồi, thì nó có ý nghĩa rất lớn. Ngoài cái việc cổ vũ cho sự học của nước nhà, nó còn có ý nghĩa về mặt ngoại giao, về mặt kinh tế, về khoa học giáo dục, vân vân. Thì tôi nhớ câu chuyện là giáo sư Nguyễn Văn Mậu có kể là năm 1995, khi mà anh cùng với lại đồng chí Nguyễn Việt Hải dẫn đoàn thi ở Canada, thì trước khi mà thi đấy thì Việt Kiều đối với mình cũng lạnh nhạt, nhưng mà khi đoàn chúng ta đạt xuất sắc thì như vậy tất cả bà con Việt Kiều là ôm lấy trưởng đoàn, đón các em về nhà. Tức là đấy, nó cái giá trị, nó có cái giá trị thì cấu kết cái tình cảm, xuất hiện tình cảm với bà con Việt Kiều, người ta cũng tự hào. Thế rồi thì anh Nguyễn Hắc Minh kể rằng là năm 1999
năm 2003 thì anh Minh cùng với Trần Nam Dũng dẫn đoàn sang Nhật Bản. Thì lúc ấy là đại sứ tiếp, và đại sứ nói thế này, tức là ngày đang đàm phán UDA với Nhật Bản thì cũng không phải ngon lành gì. Nhưng mà khi ngày thấy đoàn chúng ta thi tốt quá, năm đó nhận 4 bàn 2 bàn rất cao đấy, thì Nhật Bản bảo ok, như thế là đủ tin tưởng và ODA thỏa thuận rất là nhanh chóng. Như vậy nó lợi cả về kinh tế, cả ngoại giao, về nhiều thứ, chứ đâu chỉ là vấn đề toán. Vì nó là vấn đề trí tuệ, người ta tin về trí tuệ và đạo đức của mình. Chúng tôi xem lại và thấy thú vị là thế này, là cuối cùng thì Việt Nam của chúng ta sau Rumani là 14, 15 năm, nhưng mà châu Á là chúng ta là nước đầu tiên xem ra vào Google tra thì như vậy, chúng ta lại là nước đầu tiên ở châu Á. Thật đây là một trong những tăng chiến tranh, chúng ta là 74, trong khi đó thì Trung Quốc mãi đến năm 85 sau chúng ta hơn 10 năm mới tham gia, Hàn Quốc 88, Triều Tiên 89, thế còn thì Cuba 71, Cuba thì trước rồi. Và cái kết quả năm 74 thì Thứ trưởng nói rồi, tôi cũng nhắc lại, là chúng ta trận đầu đã đánh thắng và gây ấn tượng, kết quả rất là rộn rã, gây ấn tượng tốt đẹp. Ở đây tôi cũng có nói về một cái trường hợp là anh Lê Tuấn Hoa năm 74 thì mình không được vào đoàn. Cuối cùng thì lại là cái người ở trong lớp gọi là trưởng thành rất là sớm, tôi xin không đọc nữa. Như vậy có nghĩa là thế này, con đường cái đích tại IMO có thể là không đến đấy, thế nhưng mà nó vẫn là sự thôi thúc ghê gớm. Anh Phi trả lời trong báo Thanh Niên, tôi rất đồng ý là cái giá trị cổ suý lôi cuốn của nó là quan trọng. Thầy Lê Hải Châu có dẫn cái báo Biểu Điện Cộng Hòa Chủ Đức mà năm anh Hoàng Lê Vinh và các bạn đi thi đấy, là người ta vỗ tay lâu nhất để hoan nghênh đoàn học sinh Việt Nam lần đầu tiên dự thi với năm em đã chiếm 4 giải, trong đó có một giải vàng. Làm thế nào mà giải thích nổi tại sao những học sinh của một đất nước đang trải qua một cuộc chiến tranh tàn khốc lại có được một vốn kiến thức toán học tốt đến như vậy? Đây là bạn nói. Tôi có thống kê ở đây, những cái thầy giáo vừa rồi đã hiểu và nói là công thầy, cái sự lao động thầm lặng của các thầy thì không có huy chương nào hết. Nhưng mà đây, thầy Phan Đức Chính, thầy Vũ Xuân Sơn, Phạm Tấn Dương, Nguyễn Công Quỳ, Lê Hải Châu là những người đầu tiên luyện cho các em. Bản thân giáo sư Tạ Quang Điểm, giáo sư Lê Văn Thiêm, giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn, Hoàng Thủy, giáo sư Hoàng Thủy có mặt của chúng ta ở đây, giáo sư Phan Đình Diệu rất là quan tâm và đến nói chuyện cổ vũ, nói chuyện ngoại khóa cho các em. Và điều thú vị giáo sư thầy Lê Hải Châu kể lại là vì là khi mà công bố kết quả thì các lớp xếp theo phần thì U và B mình ngồi cạnh nhau ở cạnh Mỹ. Cái lúc ấy năm 74 thì nó chưa mặn mà như bây giờ, tốt như bây giờ. Như vậy đoàn Mỹ mình thi ra mình được một bàn và mấy bàn. Đoàn Mỹ năm đó cũng cùng đi bắt đầu với mình thì không được cái huy chương nào. Thế thì trưởng đoàn Mỹ là bắt tay trưởng đoàn Việt Nam là bắt ở dưới gầm bàn. Nắm rất chặt nhưng mà ở dưới gầm bàn, dưới gầm bàn. Nhưng rồi sau đó cái này nói cái này, cái một số anh chị phóng viên của mình về nói à như vậy là mình đã thắng cả gì. Ở trên mặt toán học và khoa học tôi đề nghị và chúng ta đề nghị không như thế thì rất nghiêm túc. Cái cuộc chạy marathon đấy là có 1-2 cây số đầu thôi, chưa phải là 42 cây số mấy. Cho nên chúng ta cái cử chỉ báo chí chúng ta phải nhận làm sao rất khiêm tốn, rất là khoa học và chính xác để chúng ta còn tiến tới. Hôm nay đấy thì rất mừng là thế này, là có giám đốc Phạm Xuân Dương là con của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Thiếu tướng Tạ Quang Chính là con của cố Bộ trưởng Tạ Quang Biểu. Chúng tôi có mời cả gia đình giáo sư Nguyễn Văn Huyên, Lê Văn Thiêm v.v. Tức là mình nhớ lại những người có công ơn. Phải nói lại này, công của cái chỉ đạo ở đây giáo sư Thủy là người biết rất rõ, là Thủ tướng Phạm Văn Đồng trực tiếp chỉ đạo giáo sư Tạ Quang Biểu hết sức tâm huyết vào đây thì mình mới có cơ ngơi ngày hôm nay uống nước nhớ nguồn. Chúng tôi có thống kê ở đây là như vậy, là Thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 65 để ông đến, ông đã chỉ đạo cho thầy Lê Văn Thiêm và giáo sư Hoàng Thủy ngồi đây, là Thủ tướng nói gì? Thủ tướng nói là thế này, là dù chiến tranh ác liệt đến đâu, trường ta, tức là trường Đại học Tổng hợp Hà Nội đấy, vẫn phải đi đầu ở các lớp toán. Tôi rất mừng là sau này như vậy là chính phủ đó, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Vũ Đức Đam rất là quan tâm, hết sức quan tâm.
chúng ta may mắn có những người lãnh đạo như vậy. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đến thăm và căn dặn các lớp tập huấn ở Hà Nội, Sở Giáo dục Hà Nội là trong khoa học tự nhiên, toán học có vị trí và tác dụng đặc biệt quan trọng. Ta phải lo sao cho đội ngũ khoa học nước ta sớm có những nhà khoa học, cũng nhà toán học. Trong nhiều ngành thường phải bạc đầu với thầy bác học, nhưng trong toán học không nhất thiết phải như vậy, mà ta có thể đi nhanh. Anh Nguyễn Thành Nam bổ sung thêm nữa này, đi nhanh, thủ tướng nói thế này, nếu trong tất cả các trường phổ thông từ cấp 1 đến cấp 2, ta có cách gì phát hiện phần lớn và đừng bỏ sót thì em có năng khiếu đặc biệt, rồi ta có cách dạy, nâng đỡ cho các em phát huy tài năng của mình, thì rồi đây ta sẽ có những nhà khoa học trẻ tài năng ghê gớm. Đối với ngành toán phải làm như vậy mới kịp người ta. Thì một vị thủ tướng mà chỉ đạo chi tiết, rõ ràng, cụ thể và quyết liệt như vậy. Và hậu thế chúng ta đã làm theo đúng lời dạy đó của Bộ Thủ tướng. Và để làm nên chuyện, làm nên thắng lợi của toán học Việt Nam trong 50 năm qua, sự có mặt của đại diện các thế hệ các nhà toán học Việt Nam trong buổi lễ đặc biệt ngày hôm nay tại buổi trường này, trong đó có giáo sư Hoàng Tuỳ và giáo sư Ngô Bảo Châu, có thể xem là một minh chứng sinh động lời dạy của Thủ tướng. Tôi đề nghị chúng ta vỗ tay hoan nghênh cái sự kiện này. Tôi còn 5 phút nữa. Đây, giáo sư Hoàng Huy Khoái thì có trích một câu của một cái ông tên là giáo sư là John Webb, là thư ký của IMO, thư ký quốc tế. Ông ta nói là nhiều người hỏi ông xem các đoàn thường thuộc top 10 của IMO là những đoàn nào, và tất nhiên là ông nhắc đến Trung Quốc, Nga và Mỹ. Nhưng khi nhắc đến Việt Nam thì người nghe giật nảy mình, hỏi là họ muốn biết xem tại sao một nước nghèo như Việt Nam mà lại thường đứng trong top 10 của IMO. Giáo sư Jones trả lời rằng ông cũng không hiểu và đang định tìm hiểu bí mật của điều đó khi đến Việt Nam dự năm 2007 tại Hà Nội để tìm hiểu. Khi nói đến toán học, đây là những người phụ nữ đáng được biểu dương, đáng được ghi nhận và trân trọng. Chị Phan Vũ Diễm Hằng là nữ thí sinh IMO đầu tiên của chúng ta năm 75 và chị đã giành huy chương đồng. Tính đến 2014 thì Việt Nam có 10 nữ thí sinh đã từng tham gia IMO và giành được tổng cộng 10 huy chương, trong đó có 5 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Như vậy có nghĩa rằng là những người phụ nữ đi là có huy chương không về không? Chắc chắn. Nguyễn Thiều Hoa là nhà báo Hàng Châu, là bố của tiến sĩ Thiều Hoa, có mặt ở đây hôm nay, là nữ thí sinh đầu tiên của Việt Nam đoạt huy chương bạc IMO năm 76. Đến nay ta vẫn nhớ chờ nữ thí sinh đầu tiên của Nguyễn Tiến Dũng, là thí sinh Việt Nam nhỏ tuổi nhất khi tham dự IMO năm 85, anh chưa tròn 15 tuổi, đã giành huy chương vàng. Bây giờ nhìn lại như vậy thế này, thế thì sản phẩm thì được trong nước và thế giới đánh giá và ca ngợi như vậy, thì lò nào đã luyện ra? Thì cái lò thứ nhất là lò là khối chuyên toán của Đại học Khoa học Tự nhiên mà giáo sư Mậu, rồi giáo sư Nguyễn Vũ Lương, Phạm Hùng có mặt ở đây, lát nữa thì thầy Lương sẽ tham luận. Tức là cái A0 đạt tổng hợp vẫn là cái number one cho đến nay. À, như vậy là 73 lượt thí sinh, thứ hai là khối chuyên toán được sư phạm Hà Nội, và thứ ba đó là Lam Sơn Thanh Hóa. Phải nói rất, hôm nay tôi vừa nói chuyện với một thầy và các em ở Lam Sơn Thanh Hóa, một cái vùng rất khó khăn như vậy mà cái trung tâm thứ ba rất đáng khâm phục. Thế rồi những nơi nổi bật khác ở Hà Nội như là Chu Văn An ở Hà Nội Amsterdam, thế rồi thì ở Đà Nẵng như là trường Phan Chu Trinh và trường Lữ Quý Đôn ở Hải Phòng như là Trần Phú và Thái Viên, thế rồi thì trường Năng Khiếu của giáo sư, của tiến sĩ Lê Bá Khánh Trình, thành phố Hồ Chí Minh. Có một điều thế này là thấy cái vùng miền Trung, vùng Huế có phải là không phải là mạnh lắm, nhưng mà chúng tôi làm cái thống kê cái này là Trần Nam Dũng nào, là ba cái huy chương vàng IMO đầu tiên đều thuộc người gốc Huế, đó là Hoàng Lê Minh, Lê Bá Khánh Trình và Lê Tự Thắng. Huế phải nói rằng là toán cũng giỏi, nhạc giỏi như Trịnh Công Sơn, thơ hay như Tô Hữu, và cái vùng đúng là nhiều người tài trên mọi lĩnh vực. Có hai học sinh mà không hề học chuyên, chúng tôi thống kê ở đây, các em vẫn được đi thi và có kết quả tốt, đó là một em ở Đồng Nai và em ở Phú Yên. Đấy, nhưng mà những không nhất thiết là tất cả là do chuyên cả thôi. Chúng ta cũng rất bình đẳng với thế giới là thế này, là chúng ta không chỉ đi thi để làm bài toán để khác cho mình, mà chúng ta cũng đóng góp đề để cho người khác làm và đề hay.
Thế như vậy là gì? Cái đề của thầy đầu tiên là Phan Đức Chính, sau đó là thầy Văn Như Cương và thầy Nguyễn Minh Đức. Thì cái đề của thầy, cái đề của thầy Văn Như Cương năm 82 thì tôi đang làm nghiên cứu Hungary, thì chỉ xin kể lại là cái đề về về hình học nhưng mà màu sắc tô cô rất là khó, hay lắm. Thế thì các lớp bảo phân loại ra thì khó quá. Thì cuối cùng cái ông Reggie Alfred là cái ông chủ tịch Viện Hàn Lâm ở Viện Toán mà không quen cái nice problem, tại sao lại bỏ ra không, bài này mình giữ lại. Như vậy là mình cái bài của mình hay đến như thế. Thì cái đánh giá của khu vực ấy, thì ở đây thì giáo sư Nhân, giáo sư Luận thì biết rồi, tức là về khu vực người ta đánh giá mình rất tốt về cái chuyện này. Thế nhưng mà phải nói thế này, tức là họ học mình họ tiến rất nhanh. Như vậy là gì? Là cái năm 2011 ấy, thì mình xuống họ lên. Họ lên Singapore là thứ 3, xếp thứ 3 trên 101, Thái Lan là thứ 5 trên 101, và chúng ta là 31 trên 101. Như vậy tức là họ học mình và họ tiến rất nhanh. Và mình xuống thứ 7 vì mình kém. Và năm đó thì mình bắt các em ấy, là gì vẫn phải, tức là quốc tế quốc gia gì, phải toàn diện, phải thi đại học, thế là dã ấy. Giáo sư thi đây ngày xưa có phải thi đại học đâu, đi thẳng MBU, sau đó ta bồi bổ dần. Đây chúng tôi đem cái ví dụ, tức là trong này có gì, có anh Nguyễn Đình Công, Đinh Nho Hào, Nguyễn Việt Dũng và Lê Hồng Vân là người phụ nữ. Thì những người này học để chuẩn bị đi thi ở năm tư, hoãn về phải học rất nhanh để thi đại học, vẫn đỗ. Và sau này là bốn người này là trở thành những cái giáo sư kỹ thuật học đầu tiên và làm toán cho đến bây giờ. Cho nên đây muốn nói là này, như là có thể IMO nhanh thi nói nó làm cái đấy, nhưng mà không phải cả vào toán. Anh chỉ có nói là có thể xem lĩnh vực khác, nhưng đấy là cái chất men say, đấy là một cái sự thôi thúc rất quan trọng. Đấy, chúng ta sang cái đồ thị minh họa. Thì cái này chúng tôi treo ngược lên cành cây nó dễ, tức là cái trục y đổ chiều đi là thành chữ y, để thấy rằng là như vậy cái năm 2011 và năm 1990 thì như vậy là chúng ta tụt xuống dưới, tụt xuống dưới. Có hai năm mà sáng sủa nhất là năm 1999 và năm 2007. Và cái năm mà 2007 chúng ta thành nhân làm chủ tịch, cho năm ấy là chúng ta lại là quay trở lại. Đấy, cái sơ đồ chúng ta thăng giáng như thế. Thế rồi thì chúng tôi ở đây thống kê 10 nước top 10. Đặc biệt thế này, danh sách các thầy trưởng đoàn phó đoàn mà dẫn các em đi, thì đây là một cái trang này rất đáng trân trọng, công lao của các thầy. Mày không chỉ dẫn đi mà luyện trước khi đi, sang đấy vẫn còn phải, rồi khi về tiếp tục. Mày có các thầy trong này nhiều lần dẫn đoàn đi. Hôm nay có nhiều thầy có mặt ở đây, chúng tôi mời cả thầy Lê Hải Châu và thầy Phát Đức Chính, như các thầy vì sổ hãng biết được. Thầy Mậu có ở đây, thầy Đoàn Quỳnh này, tất cả các thầy thống kê ở đây. Và như vậy cái, cho đến 2014 là anh Lê Bác Khánh Trì mới lên Vinh. Có điều thú vị này là trong số có những cái thí sinh IMO ít năm sau quay trở lại làm trưởng đoàn phó đoàn, như vậy trưởng thành chính từ cái phong trào này. Đấy, thì tôi thống kê ở đây ví dụ như là anh Vũ Đình Hòa, Trần Nam Dũng, Lê Bác Khánh Trình, Lê Anh Vinh, vân vân. Tôi sẽ nói một rất ngắn về một vài cái đánh giá và kinh nghiệm. Cái thứ nhất này, trong khi đánh giá tôi đề nghị thế này, tức là mình tránh cực đoan, nói rằng thiên tài cũng đúng, nói không là gì cũng đúng. Thế thì công bằng nhất là chúng tôi nghĩ rằng là nên xem như là đấy là những cái anh chị học sinh thí sinh mà được huy chương vàng, được huy chương các loại IMO thì xem như là những cái người đã chạy rất xuất sắc một hai cái số đầu trong cuộc chạy marathon 42 cái số mấy. Thì đặt như vậy có lẽ nó nghiêm túc hơn, chứ phải là tất cả những không phải là gì, vì một hai cái số đầu nó người ta chạy xuất sắc như vậy thì mới có thể về đỉnh được. Tất cả các nước đều coi trọng cái này, và chúng ta năm 2007 thì như vậy là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến khai mạc, chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết đến để bế mạc và trao giải thưởng, và cái người trực tiếp điều hành đó là giáo sư Nguyễn Thế Nhân là phó thủ tướng. Như vậy chứng tỏ cái này Việt Nam chúng ta cũng rất là coi trọng, các nước rất coi trọng. Nhưng đừng ai nói rằng chỉ có mình mới xem trọng, cả thế giới đều xem trọng. Ở nước Mỹ chẳng là tổng thống Bush không đến được, cũng online để mà phát biểu khai mạc IMO tại nước Mỹ. Ở nước Anh thì vậy, công chúa và hoàng tử, vua đến, như vậy tức là tất cả đều xem trọng. Bây giờ thành tích của chúng ta có những nguyên nhân gì thì tôi liệt kê ở đây rất là ngắn thôi, là không có cái gì mà tay không bắt giặc cả. Cái gì thì cũng một nắng hai sương, một quá trình lao động thông minh bền bỉ, quả cảm và khiêm tốn.
Thì như vậy cái này cũng thật có nguồn, mà thầy Hoàng Thủy ở đây là một trong những cái nhân chứng sống để có công, và thế này thúc đẩy toàn bộ các quá trình bắt đầu từ lớp chuyên toán cho đến là thi toán quốc tế. Tôi nói như vậy không chỉ thể Hoàng Thủy, ở trên cung này là cái người rất ủng hộ, đó là Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Trực tiếp nữa là thì giáo sư Tạ Quang Bình cùng với thầy Thủy là có thầy Lê Văn Thiêm, thầy Nguyễn Cảnh Toàn, Phan Đình Diệu đấy, và nhiều người nữa thì mới có ngày hôm nay. Nhưng mà đặt câu hỏi cái này, các thầy gây dựng chúng ta 50 năm mới có ngày hôm nay, thì đến lượt chúng ta 50 năm nữa sẽ là cái gì, 30 năm nữa là cái gì? Đấy là vấn đề. Anh Nguyễn Thành Nam có nói với tôi một câu rất hay thế này, là bây giờ thế này, tức là cái lò IMO, cái lò chuyên toán, nó sẽ tạo ra những cái tài năng ở trong rất nhiều lĩnh vực và đa dạng, rất xuất sắc. Ví dụ toán học thì đứng đầu là giáo sư Ngô Bảo Châu rồi, không phải bàn được. Trong vật lý là giáo sư Đặng Thanh Sơn rồi. Anh nhắc đến một con người là Nguyễn Hà Đông, thì không phải là IMO, nhưng Nguyễn Hà Đông là chuyên tin của trường Nguyễn Huệ Hà Đông. Thì anh Nguyễn Thành Nam đánh giá này, tức là đây cũng là một dạng tài năng rất đặc biệt, bởi vì cái tài năng này làm ra tiền rất lớn. Vấn đề là cái chỗ mà thu hút cả thế giới này, mà rất khiêm tốn. Ở đây chúng tôi lại kể lại thế là thế này, cái công lao từ Thủ tướng Phạm Văn Đồng, giáo sư Đặng Quang Bình, giáo sư Hoàng Thủy, Lê Văn Thiêm, chúng tôi thống kê ở đây. Cái trang còn lại thế này, thôi thầy Nguyễn Minh Hiển, tức là ban tổ chức chúng tôi một lần nữa đề nghị, bây giờ thì bộ rất là 3 năm nay thì bộ trở lại, thì những cái người tài thì có cách đi một người tài biến cho cái thành cái chuyện thi. Đấy, thì như vậy 3 năm nay lại trở lại là có tên rồi. Như vậy cuối cùng sự thông minh vẫn đó, vấn đề cái policy, đường lối và chính sách nó quyết định. Điều cuối cùng muốn nói là thế này, là cái sự hiện diện của giáo sư Ngô Bảo Châu ở đây, cái sự ra đời của cái viện nghiên cứu cao cấp về toán, và cái chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học Việt Nam 10 năm, thì phải nói là rất cảm ơn những người ủng hộ đầu tiên là giáo sư Nguyễn Thiện Nhân, giáo sư Phạm Quốc Luận. Thì đấy chúng tôi cho rằng là một cái ví dụ rất sinh động để nói rằng là như vậy, là sau cái IMO, sau 50 năm vừa rồi của thầy Thủy thì chúng ta làm gì. Thì đấy chính là cái mô hình rất là tốt, rất là tốt để làm gì, để tập trung sự nghiên cứu ở tầm cao, phối hợp trong nước và ngoài nước và quốc tế, một cái sân chơi quốc tế, mà chú ý cả học sinh nghèo cũng phải chỉ người, vì là người tài là cái tháp dynamic, tất cả các vùng địa phương cũng đều có học bổng cho các em. Học bổng như vậy là mỗi em là cả một năm có thể được ra 4-5 triệu, không phải bán châu bò đi nữa. Thế rồi những cái bài báo SCI mình được tới 25 triệu, 30 triệu, như vậy tức là mình thuộc rất xứng đáng và đúng chỗ. Để chúng tôi cho rằng đấy là một cái viện toán cao cấp. Thế rồi thì cái chương trình toán đấy là một cái sự sáng tạo và đột phá mà chính phủ ủng hộ, nó sẽ là một ví dụ rất tốt để thúc đẩy vật lý và nhiều ngành học cơ bản khác, để chúng ta 50 năm nữa để tiếp con đường của giáo sư Hoàng Thủy, giáo sư Tạ Quang Bình và Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã chỉ ra. Tôi xin dừng ở đây. Chúng tôi có cái lời cảm ơn, tức là cái bài này cũng phải cho tôi lấy rất nhiều thông tin, tức là chắc lọc, viết mất hơn tháng rồi, vì cái trình độ nó kém, cho nên là đưa vào rồi nó để bênh nhau, rồi để xử lý đánh bóng. Thì hôm nay để báo cáo và tôi đã kết thúc. Và xin chúc sức khỏe đến tất cả các giáo sư, các đồng chí lãnh đạo, các thầy cô giáo và các em học sinh thân yêu. Xin cảm ơn. Thank you.